Hello anh em, tình hình là mấy bữa nay thì bệnh quá cho nên là cũng không có làm video hướng dẫn gì cho anh em. Thì bữa nay cũng sẽ hướng dẫn nhẹ nhàng một cái video làm mod. Đó là mình sẽ hướng dẫn cái cây kiều ba của mình. Cái cây này thì có nhiều anh em nói là mình giới thiệu nó lâu rồi nhưng mà mình vẫn chưa có làm hướng dẫn. Thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì nếu mà anh em xem thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để mà ủng hộ kênh. Một cái like của anh em bấm chỉ mất có chưa tới 1 giây thôi nhưng mà nó sẽ giúp mình biết được là có bao nhiêu anh em là đang ủng hộ mình và nó là cái động lực để mà mình tiếp tục ra những cái video hướng dẫn cho anh em trong tương lai. Đầu tiên là về cái phần nguyên liệu thì chúng ta sẽ có một cái loại bút để lấy cái đầu sắt, đó chính là bút Shoot Up. Đây là bút Shoot Up, trên thân nó có ghi chữ Shoot Up đây. Đó thì cái số 0-04 này đó là cái kích cỡ ngồi cho nên là anh em cũng không có cần quan tâm tới cái số này. Đó tại vì những cái kích cỡ khác thì nó sẽ có những cái số khác. Và chúng ta sẽ lấy được cái phần đầu sắt này. Đó, cái cây bút này thì chúng ta có thể mua ở Plaza phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu mà bạn nào ở Sài Gòn thì có thể mua cái cây bút này ở đó. Chúng ta sẽ có hai cây tại vì chúng ta sẽ lấy hai cái đầu sắt. Đó, được hai cây như này. Kế đó là về cái thân thì chúng ta sẽ có một cái loại bút, đó là bút Stylogy. Thì mình sẽ để cái hình ở đây. Đó thì cái cây bút này thì theo như mình biết là ở Việt Nam người ta không có bán cái loại này cho nên là nếu mà ai muốn làm thì có thể mua lại của những spinner khác hoặc là mua lại của những cái thành viên trong một cái group có tên là Show Mod, nguyên liệu làm mod ở trên Facebook. Đó thì anh em đăng lên hỏi ai có thân Stylogy thì có thể bán lại, thì nếu mà ai bán thì người ta sẽ liên hệ với anh em. Đó, chúng ta sẽ có cái thân này. Cái đó là về phần nắp thì chúng ta sẽ có là nắp Color Twin. Cái này thì nó khá là quen thuộc rồi cho nên là mình sẽ không có nói nhiều, mình sẽ để cái tên cho anh em để mà anh em tìm mua. Chúng ta có thể tìm thấy cái cáp này ở hầu như là tất cả các cái shop bán nguyên liệu làm mod ở Việt Nam. Và cụ thể là juniorpenshop.mv.mn. Đó thì chúng ta sẽ mua được hai cái như này để mà gắn lên hai đầu. Cái đó là về grip, về miếng cao su thì chúng ta sẽ có là grip Sailor thì chúng ta cũng có thể mua ở juniorpenshop.mv.mn luôn. Đó, chúng ta sẽ có hai mẫu màu đen như này để cho nó trùng màu với lại cái màu thân, để cho nó tạo cái hiệu ứng đẹp khi quay. Tại vì nếu mà anh em dùng cái thân màu đen mà cái grip màu khác thì quay thì nó sẽ bị chìm một trong hai. Cho nên là tốt nhất là anh em nên dùng cái grip nó trùng màu với cái thân để cho nó cái hiệu ứng nó đẹp. Cuối cùng là hai cái ring của bút Dr. Grip. Thì cái này thì anh em cũng có thể liên hệ với lại Junior Pen Shop để hỏi. Tại vì lúc trước là mình nhớ là anh Junior có bán cái loại này. Đó, một cái như vậy là tầm 10.000 thôi, rất là rẻ, thì anh em mua cho mình hai cái. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một cái lớp băng keo trong mỏng, chúng ta quấn quanh cái tip như này. Đó, quấn quanh cái tip. Sau đó chúng ta sẽ để cái tip này lên trên cái nắp CT. Chúng ta gắn vào như này. Đó, chúng ta gắn vào như này. Nó sẽ được cái dạng như sau. Đó, và chúng ta sẽ chồng cái grip Sailor lên trên cái cap CT như này. Đó, chồng lên như này. Và chúng ta sẽ bỏ cái ring Dr. Grip vào bên trong. Đó, bỏ vào. Và dùng cái gì đó chúng ta đẩy nó xuống. Ở đây thì mình đang cầm mic cho nên là mình đã gắn sẵn một đầu như này cho các bạn xem. Đó, chúng ta sẽ đẩy nó sâu vào trong như này. Và chúng ta sẽ được cái dạng như sau. Đó, cuối cùng là chúng ta chỉ gắn nó lên thân thôi. Và chúng ta sẽ hoàn thành được cái cây kiều 3 rất là đơn giản. Và sau khi làm xong thì cái cây kiều 3 nó sẽ có dạng như này. Đó, mình sẽ test thử cho bạn xem. Sẽ combo vài đường. Đó thì có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại bỏ cái ring Dr. Grip vào bên trong như này, nhìn nó hơi dư. Thì thực ra là cái ring Dr. Grip này nó có tác dụng là giữ cho cái đầu sắt này nó dính chặt hơn vào bên trong cái kết cấu này. Đó, tại vì khi mà quay thì mình sợ là cái đầu sắt này nó sẽ bị bay ra bất cứ lúc nào, cho nên là mình đã gắn thêm cái ring này. Tại vì mình cảm thấy cái ring này nó dính vào bên trong cái miếng cao su này nó khá là chặt, cho nên là nó sẽ một phần là nó sẽ đẩy lại, nó không có cho cái đầu sắt này nó bay ra. Còn mà khi mà các bạn quay mà nó bay luôn cái ring với lại cái đầu sắt ra thì cái đó là đen thôi. Cái cây kiều 3 này thì thực ra nó không phải là cái cây kiều 3 mà mình đã làm lúc trước, mà nó là cây kiều 3 phiên bản gọi là thương mại, tức là phiên bản để cho các bạn có thể dễ mua hơn. Còn cái cây kiều 3 của mình thì thực ra là nó có một số nguyên liệu là các bạn không thể nào mà các bạn
tìm được trên thị trường, các bạn phải mua qua trung gian, mua qua người này người kia rất là nhiều. Cho nên là mình đã tháo cái cây đó ra và mình đã sửa lại thành cái phiên bản này, chứ không phải là cái phiên bản mà mình đã hướng dẫn trên Facebook đó. Cho nên là có nhiều anh em thì hỏi là tại sao là hướng dẫn trên Facebook khác và hướng dẫn trên YouTube khác, thì đó là cái lý do. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.